Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Sơn Trà, thì quận vừa tiếp tục chi hỗ trợ theo quyết định 3100 của Ủy ban Nhân dân thành phố cho người dân trong vùng cách ly y tế của 5 phường với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ cho người dân phường Nại Hiên Đông gần 2,9 tỷ đồng, phường Mang Thái 2,7 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, thì quận Sơn Trà đã chi hỗ trợ cho người dân đang thực hiện cách ly y tế tại 5 phường với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Quận cũng đã tổng hợp đề nghị thành phố hỗ trợ cho 419 trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với số tiền hơn 939 triệu đồng. Hiện nay, quận vẫn đang phối hợp với các đơn vị cung ứng để kịp thời đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng cách ly y tế, trong đó chỉ đạo các phường điều chỉnh, tránh để chậm cung ứng như phản ánh của người dân. Cùng với 10 tấn rau củ quả huyện Hòa Vang hỗ trợ, thì quận Sơn Trà cũng đạt thêm 50 tấn rau củ quả để hỗ trợ người dân trong trường hợp việc cung ứng chưa đáp ứng kịp.